TV26 xin mến chào quý anh chị em nha. Ủa sao không thấy ai vào với gì? TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Đây là lần đầu tiên TV selfie nha. Livestream on iPhone. Thành ra chắc có nhiều điều trục trặc. Quý chị em thông cảm cho nha. Rồi, thấy hình của mình rồi. Thấy hình của mình ở trên computer rồi. TV256 xin mến chào quý anh chị em trên diễn đàn nha. Hôm nay thì TV muốn chia sẻ về cái vấn đề thời sự ở trong đất nước ta gì thôi. Hiện tại thì TV đọc tin tức là cái ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, ông thành lập gọi là 8 đoàn thanh tra để mà lo cái việc mà bài trừ tham nhũng. Không biết quý anh chị em nghe rõ không? Thành ra cái một lần TV đã làm cái selfie rồi cái livestream on smartphone mà thấy sao hình ảnh nó bị hứa trơn à. Thành ra lần này làm lại nhưng mà không biết nó có bị vấn đề không? Quý anh chị em làm ơn cho TV cái chat nữa. Mà thấy câu hình ảnh nó bị biến đó à. Cũng phải đây cũng Thành ra lần này làm lại nhưng mà không biết nó có đây không bị có vấn đề không? thấy thấy Quý ai đánh chat anh được chị em em. làm ơn cho TV cái chat nữa. Mà thấy câu hình ảnh nó bị biến đó à. Cũng phải đây cũng Thiệp thành ra lần hình này làm lại nhưng mà không biết nó có đây không vấn đề không? thấy thấy Quý ai đánh chat anh được chị em em. làm ơn cho Mình đâu có thấy mà tách chat của ai đâu. Dạ chào thấy chị câu hình ảnh nó chào bị chị biến đó à. Cũng Ngọc phải là cái điểm nữa là ngày làm lại không được nhưng mà rồi. Không được rồi, vậy phải tắt cái này chứ phải không? Rồi, mình tắt đi. Để coi cái đánh máy coi chắc nó chậm một cái xíu thì chắc nó chậm một cái xíu. Quý anh chị em kiên nhẫn dùm một tí xíu nha, tại vì lần đầu tiên TV lên cái iPhone đó thì nó nhiều điều nó trục trặc nha, thành ra xin lỗi luôn nha. Ồ, cái tiếng bị rộ phải không? Bây giờ nghe rõ chưa chị Ngọc Hợp Lê Thị đó, chị có nghe rõ chưa? Cô đánh cái tắt chat. Dạ chào chào chị. Dạ chào quý anh chị em đến đến diễn đàn đó. Quý anh tắt chat nếu mà nghe rõ thì đánh cho TV số 1 nha. Để coi coi có ai đánh không. Rồi, thấy rồi. Rồi. Thấy rồi, chị Lê Thị Ngọc Hợp đó nói cho chào anh. Bây giờ TV thấy được cái diễn đàn nó trên computer của mình luôn, còn cái phone nó thì hoàn toàn mình không có thấy được. Thành ra đó với anh chị em mà đánh ở trên diễn đàn á, thì đánh thì TV sẽ thấy được ở trên màn ảnh computer nha. Vậy thì quá tốt rồi. Chị Lê
thì Ngọc Hợp đánh dùm tivi vài vài cái tách chat nữa coi, để tivi khẳng định rằng là mình thấy rõ không. Tại vì có thể là nó đi xa một tí xíu, đi, nó đi cái computer mình nó đi xa một chút xíu. Quý anh chị nào thiên đàng đánh cho tivi số 1 đi, làm ơn đi mờ, trời ơi lâu lâu rồi tivi mới livestream một lần mà nha. Gọi tivi 256 đi. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn chị, chị Lê Thị Hợp Ngọc nha. Cũng có con tiếng rô rô nữa hả? Tiếng rô rô là chết rồi. Dạ, chào anh Nguyễn Thanh Tịnh thì phải. Nguyễn Thanh Tịnh đến với diễn đàn phải không? Ồ, chào bạn Nguyễn Duy nha. Trời ơi, hân hạnh được biết bạn nha. Ồ, nghe rất rõ rồi hả? Đó, bây giờ TV bắt đầu gọi là nói chuyện ở trên smartphone đó. Smartphone rồi để coi cái hình ảnh nó có rõ không. Lần trước thì TV bị thất bại vì cái tiếng nói nghe cũng không rõ. Rồi, thấy rồi. Bây giờ phone cũng thấy thấy cái message của bạn mà bên Duy Nguyễn nha. Trời ơi, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Thì TV muốn chia sẻ hôm nay thì TV có qua đọc báo của Phúc Trọng. Thì TV được cái tin là Đại Quang đó hiện giờ đang gọi là thăm viếng Trung Cộng, gọi là bắt tay rồi là hữu nghị với Tập Cận Bình để mà ký năm cái văn bản trên cái báo đưa ra mà chúng ta hoàn toàn không biết cái văn bản đó nói cái gì đó. Còn một cái tin nữa đó là Nguyễn Phú Trọng gọi là ra lệnh cho vấn đề chống tham nhũng, rồi là thành lập tám cái đoàn để mà kiểm soát đó, điều tra vấn đề tham nhũng. Đó là hai cái tin mà TV muốn chia sẻ. Rồi thêm cái phần mà tin một người mà đấu tranh ở trong nước là anh Bạch Hồng Quyền. Bạch Hồng Quyền là những người công an đến nhà của vợ anh để mà tìm kiếm anh, đưa một cái văn bản gọi là bắt anh. Đó, thì TV nói thật rất là khâm phục người vợ của anh. Rất là khâm phục người vợ của anh, hoàn toàn gọi là phản đối, cho rằng là chồng mình là vô tội, mà thật sự anh Bạch Hồng Quyền là vô tội. Và từ chối gọi là cho công an vào nhà. Chuyện của ai thì nấy lo, chứ không phải là tôi không có quyền phải trả lời cho các anh. Một người phụ nữ như vậy tôi thấy rất là can trường, nhưng không có hoàn toàn không có sợ công an đó. Quý anh chị mà nghe không rõ thì nhớ là tắt chat cho TV nha. Mình sợ cái vấn đề mà nghe không rõ, lần trước là không nghe không rõ đó. Mình thấy cái sự việc nó xảy ra rất là trầm trọng. Mình không bao giờ mình muốn cái quê hương mình đó mà xử bắt toàn là những người yêu nước, mà những người yêu nước đó giống như anh Nguyễn Văn Đài nè, rồi chị Trần Thị Nga nè, rồi chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè. Đây là những người con ưu tú của đất nước, những người mà TV256 rất là yêu mến. Họ bắt vô tù những người yêu nước như vậy, thì chúng ta phải hiểu ngược lại là những kẻ mà ra lệnh bắt cho những người yêu nước, chúng ta phải hiểu đây là bọn phản quốc. Bọn phản quốc nếu thiệt TV không
không bao giờ tôi phải cầu xin gì bọn đó, không bao giờ tôi phải cầu xin gì bọn đó hết á. Cái bọn phản quốc là cái, quý anh chị biết, dù là cái hiến pháp của thằng Việt Cộng, tội phản quốc là cái tội nặng nhất, nặng nhất trong tất cả các tội, là bọn phản quốc là phải bị tử hình. Sự thật là như vậy. TV thấy mà Tân Trọng đó gọi là thành lập gọi là 8 cái nhóm để mà 8 đoàn gọi là công tác điều tra tham nhũng. Nói thiệt, các anh chỉ làm những cái trò cười cho dân thôi. Các anh là những tên tội phạm. TV khẳng định như vậy. Tại vì chính miệng Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đánh tham nhũng giống như là ta đánh ta. Ta đánh ta là ai? Ta đánh ta chính là cái cá nhân của Nguyễn Phú Trọng. Ta đánh ta là Nguyễn Phú Trọng dính phần ở tham nhũng trong đó. Thành ra ta đánh ta không được. Nội cái câu đó đó, đưa ra tòa án là cũng kết tội cái ông Nguyễn Phú Trọng rồi. Ông là một người cầm quyền mà, ông đâu có thể mà nói những cái chuyện mà thô bỉ như vậy được. Mà ông biết là ta đánh ta mà bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm là ông làm tổng bí thư rồi, ông không dẹp được cái vấn đề mà tham nhũng thì ông phải biết tự trọng. Cái tên ông là tự trọng mà, cái tên ông trọng mà, mà tại sao ông có tự trọng gì? Tại sao không, ông không có lòng can đảm để mà từ chức gì? Ông không làm được chuyện thì ông phải từ chức chứ. Đã, ông đã đưa ra một người là Nguyễn Bá Thanh để mà chống vấn đề tham nhũng bao nhiêu năm rồi, ông có làm được không? Thế mà tham nhũng á, mà hoành hành á, ông nói đánh tham nhũng giống như là đánh chuột, sợ vỡ cái bình. Thử hỏi, ông mang danh là tổng bí thư như vậy đó, nó ông là một cái người gọi là không có biết điều hành đất nước, và chính cá nhân ông tham nhũng ông mới làm như vậy. Sợ ta đánh ta, mà bây giờ ông vẫn tiếp tục gọi là đưa ra vấn đề tham nhũng, cử ra 8 phái đoàn để mà chống tham nhũng. Ông thấy đó là cái điều mà đáng buồn cười không? Ông đã chống tham nhũng bao nhiêu năm rồi, ông là con người phải có tự trọng chứ, tại sao ông phải làm như vậy? Đúng không, thưa quý anh chị em? Chào Thái Hoàng nha. Đó, bây giờ tôi thấy được vài cái comment của quý anh chị em, thành ra nói thiệt rất là mừng. Các ông đó chuyên môn ngồi trên luật pháp, bản hiến pháp nó có rồi. Các ông đó là chỉ là đảng thôi. Các ông không có quyền gì mà ký gọi là 15 văn kiện đi với thằng Trung Cộng. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng anh ký 15 văn kiện với thằng Trung Cộng mà đến giờ này đó, người dân không biết cái văn kiện đó nói cái gì nữa, bán nước ra sao nữa. Mà thấy thằng Tàu nữa là nó tung hoành ở trên đất nước mình, nó xả độc, nó đầu độc thức ăn của Việt Nam mình. Tại sao ông không có nghĩ vấn đề mà bảo vệ người dân? Chúng tôi thấy rõ tất cả các anh là cầm quyền đó là phản bội cái đất nước này. Chúng tôi nhận rõ như vậy. Không có sai chạy. Các ông mang tội mà phản quốc, TV nói thẳng như vậy. Bây giờ các anh, ông đó đi bắt những người yêu nước, mà bắt rất là nhiều người yêu nước, rồi bây giờ bắt luôn cả cha Thục với cha Nam nữa.
các ông hành xử toàn là những toàn là gọi là phản bội đất nước không. Một cái người yêu nước đó, họ có khả năng để mà họ xây dựng được cái đất nước tốt đẹp. Họ là người có trí thức, những người đó hữu dụng cho xã hội, những người đó cần làm việc cho đất nước chứ không phải là nằm ở trong cái nhà tù. Biết bao nhiêu thành phần trí thức các ông đều bỏ vô tù. Nếu mà TV đếm đó, cả gần 15 người luật sư, 15 người luật sư các anh từng bỏ trong tù. Thử hỏi các anh đó giam giữ, bắt giữ những người yêu nước thì người dân phải nghĩ ngược lại các anh là bọn phản quốc. Từ luật sư ha, TV kể cho quý anh chị nghe, luật sư là Nguyễn Văn Đài nè, luật sư là Lê Thị Công Nhân nè, luật sư là Lê Trần Luật nè, luật sư luật sư Lê Quốc Quân nè, nhiều lắm quý anh chị em phải phải nhắc đi, luật sư Tạ Phong Tần nè. Quý anh chị em ráng nhắc cho TV 256 chút xíu nè, coi coi TV nhớ không lầm đó là trong những cái bài viết của TV 256 thì TV có cái thời gian thành ra phải nhớ hết tất cả những cái tên. Thì khi mình viết á, mình ngồi mình nghĩ ra thì mình nhớ hết, mà trong lúc mình nói chuyện á thì tự nhiên nó dễ quên lắm. Thành ra đó mong quý anh chị em thông cảm cho. Nhưng mà sự thật là luật sư đó là TV đếm có khoảng là mười mấy người, 15 người. 15 người luật sư đã từng bị bắt. Đã từng bị bắt trong cái bỏ trong tù. Mà chúng ta biết đó, những cái thành phần luật sư là những thành phần trí thức. Họ phải trải qua trường lớp. Họ phải trải qua một cái thời gian dài để mà học tập. Mà những người đó là, mình nói thiệt, mỗi lần mà bắt đó, mình căm phẫn vô cùng. Mình căm phẫn vô cùng mà mình nói không được. Thấy không? Tại vì trong khi đó đó, TV 256 sống ở nước Mỹ. Thì tất cả, nếu mà TV đếm tất cả những tổng thống Mỹ đều gọi là trên 50% là luật sư. Họ có thể luật sư, bác sĩ hoặc là người business, thương mại. Đó, họ nước Mỹ họ giàu mạnh là họ nhờ ở cái người mà có trí thức để mà điều khiển cái nước. Thì làm sao mà thì đất nước họ phải tốt đẹp rồi, họ phải giàu có rồi. Họ đâu phải là những cái tên mà như là Nguyễn Phú Trọng. TV không bao giờ tin tưởng Nguyễn Phú Trọng là một tên tiến sĩ. Nói là tiến sĩ gì đó, đại khái như vậy. Toàn là tiến sĩ ma không à. Tiến sĩ gọi là tiến sĩ tạ chức nè. Tiến sĩ chuyên tu nè. Đó, tôi nghe những cái danh từ trong nước rồi TV nói lại thôi. Giống như Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đâu phải là tiến sĩ, Nguyễn Tấn Dũng đâu phải là có cử nhân luật đâu, mà nó cũng để cử nhân luật. Trong khi hồ sơ của Nguyễn Tấn Dũng 12 tuổi vào bưng gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại khái họ đưa ra những cái danh từ như vậy. Rồi Nguyễn Tấn Dũng làm giao liên, rồi Nguyễn Tấn Dũng làm y tá, rồi bắt đầu đánh đám gì đó rồi lên chức. Thành ra họ đó là những người mà họ ráng, họ leo lên từ cái chức mà thấp nhất, cái nhỏ nhất là từ giao liên, thấy không, để lên
tới cái chức thủ tướng. Và trong cái phần mà làm việc của họ như vậy đó, làm việc cho đất nước như vậy đó, là họ làm giàu cho cái cá nhân của họ. Rõ ràng họ làm giàu cho cá nhân của họ khi mà họ từ bần cùng, chỉ là một thiếu niên gọi là 12 tuổi, bỏ nhà đi đấu tranh chống 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 Việt Nam Cộng Hòa, làm giàu liền có 12 tuổi thôi, rồi leo lên cái chức thủ tướng, trở thành một người có hàng trăm triệu đô la. Nội một con Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng là chúng ta biết quá rõ rồi. Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch hội đồng quản trị của 3 ngân hàng, đâu phải là chuyện đùa đâu. Đó, Nguyễn Thanh Phượng đó làm chủ tịch hội đồng quản trị 3 ngân hàng mà cô ta đó nói rằng đó, theo cái thử sự của cô ta đó, là cô ta làm gấp gọi là 460% cái vốn của cô ta. Nó có một năm như vậy đó. Nguyễn Thanh Phượng chỉ một năm sau thôi, thí dụ cô ta có 10 triệu đô la đi, thì cô ta sẽ làm được 46 triệu đô la. Nó gọi là 400 mấy phần trăm. Coi như cô ta kinh doanh làm sao mà lên tới cái con mức mà kinh khủng như báo chí nó đưa ra. Báo chí đưa ra nhưng mà không có ai đặt cái dấu hỏi hết. Tiền ở đâu cô ta có? Tiền ở đâu cô ta có mà cái số vốn mà lên tới 400 mấy chục phần trăm? Vô lý, rất rất là vô lý. Không có ai, nếu mà cô ta tài như vậy đó, tại sao cô ta không làm gọi là bộ trưởng kinh tế đi, kinh tế tài chính rồi đó. Nếu mà thật sự là cô ta có tài để mà kinh doanh rồi, là với một cái số vốn mà lên tới gấp 4, gấp 5 lần như vậy, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng ông không điều tra những cái vấn đề đó? Một cô gái gọi là từ lúc mà làm việc bắt đầu có 28 tuổi rồi, 28 tuổi mà chỉ cần lên tới 4 năm sau là cô ta có hàng trăm triệu đô la, không biết tiền đâu đâu đến nữa. Chủ tịch hội đồng quản trị 3 cái ngân hàng lớn mà. Thế nên những cái đó là mình phải đặt dấu hỏi chứ. Nếu mà tham nhũng là mình phải kiếm những người đó đó. Tại sao mà cái số vốn là họ kinh doanh gì mà gấp tới 4 lần cái vốn của họ? Kinh hoàng. Cái nước mình nó nói thiệt, mấy cái thằng cộng sản đó là tội ác hết. Còn gọi mình là đảng viên đảng cộng sản thì cũng nói hoài thôi, khi mà anh còn nằm ở trong cái đảng viên đảng cộng sản thì anh là tội ác. Anh là người vô liêm sỉ. Sự thật thì TV cũng thấy rõ là cái đất nước mình đó, nó đi theo cái nền kinh tế thị trường. Người dân được buôn bán, được trao đổi hàng hóa với nhau. Thì TV cũng đồng ý các anh đi theo cái nền kinh tế thị trường tư bản. Nhưng mà các anh đó là, thành ra TV gọi các anh là một tên, những tên độc tài. Những tên độc tài mà khát máu. Khát máu thành ra các anh mới bỏ tù dân. Coi cái chết của người dân rồi là không ra gì hết. Coi người dân như có rác vậy đó. Giống như giáo sư mà Đinh Đăng Định đó. Các anh đầu độc ở trong tù. Các anh đầu độc ở trong tù á. Các anh cho người ta những uống những nước mà giáo sư Đinh Đăng Định, thầy giáo Đinh Đăng Định là biết,
thành ra còn không uống nữa, nhưng mà rốt cuộc cũng bị đầu độc rồi. Thầy giáo Đinh Đăng Định cũng là biết nhiều về hóa học, thì trước khi mà chết thầy giáo Đinh Đăng Định kể ra như vậy, biết các anh tìm mọi cách để mà đầu độc giáo sư, thầy giáo Đinh Đăng Định, và rốt cuộc thầy bị chết thôi. Sau khi thả tù được một vài tháng là chết. Anh Quỳnh Anh Trí cũng vậy. Quỳnh Anh Trí hay Quỳnh Anh Tú gì để tôi quên rồi nha, xin lỗi nha. Hai người anh em với nhau đó. Quý anh chị nhớ thì đánh nhắc nhở dùm tivi ha. Quỳnh Anh Trí, hình như Quỳnh Anh Trí là đúng hơn đấy, Quỳnh Anh Tú là còn sống. Các anh cũng chích sida cho người ta. Tiên làm trò gì? Tiên làm trò giấy giả, chứ ở đâu rồi? TV thì sống bên Mỹ. Nếu là TV sống ở Việt Nam là chắc không không có yên rồi, không có yên với cái lũ cộng sản này. Trong khi cái quyền hiến pháp mà điều 25 người ta nó cho rằng là người công dân là có quyền tự do ngôn luận. Please don't remove this video hả? Không đâu. TV không có remove đâu. Chào chào bạn Tiến Nguyễn nha. TV nói và TV phải 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 save đó, là phải save là gì ta? Thật sự đó nha, TV256 không muốn dùng tiếng Mỹ đâu. Nhưng mà ráng, nhưng mà nhiều khi nói chuyện đó mình quen cái đời sống bên Mỹ đó, thành ra save là chứa đó, chứa đựng đó, chứa đựng lại đó, là giữ gìn lại đó, giữ lại đó, chứ không có xóa đâu. Tại vì TV nói thì TV cảm thấy mình nói chuyện bình thường, mình nói chuyện đó là sự thật mà. Chào bạn Tiến Nguyễn. Cái sự thật thì mình nói thì mình nói thôi, và mình phải chứa lại, mình phải chứa lại thì mình phải save lại đặng cho những người khác, người ta có thể người ta viết những comment phê bình, hoặc là những người ta học hỏi, để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Những cái gì mà chưa TV biết được đó, thì TV lên tiếng thôi. Và đó là những sự thật. TV thấy anh Quỳnh Anh Trí cũng bị giết về cái vấn đề mà bị sida trong tù. Phải không? Rồi anh rồi thầy thầy giáo Đinh Đăng Định cũng bị chết vì những cái chất hóa học làm loang lổ cái người hết rồi, và ăn uống không được rồi chết thôi. Mà rất là tàn nhẫn. TV không biết như thế nào nữa, tại vì TV đã từng gọi là có chuyện phỏng vấn với thầy Đinh Đăng Định, mà thầy rất là nghèo, thầy không có lý do gì để mà vì cảm không có lý do gì để bắt giam thầy bao nhiêu năm như vậy, biết bao nhiêu năm, 3 năm, 5 năm gì tôi không nhớ rõ. Nhưng mà đến lúc mà thả ra thì trong trong vòng một một tháng sau là thầy chết rồi. Vì cảm mà nó thả ra là thấy chết rồi. Cái đất nước như vậy thì nó đâu có những người mà giỏi nằm trong tù. Thì TV thử hỏi quý anh chị em ở trong nước, mình sống ở trong đất nước như vậy đó, mình có thấy đó là một cái tội ác không? Các quý anh chị em ở trong nước, quý anh chị em phải nhận thức rằng đây là cái tội ác của cộng sản. Người cộng sản họ gọi là tiếm cái quyền của hành pháp,
cái hành pháp là TV nói đó rằng là của thủ tướng, công an, đại khái là những người đó thi hành cái bản hiến pháp, là khi mà anh phạm tội thì cái người mà cảnh sát đó, công an đó có thể bắt anh. Trong khi đó đó, chúng ta lại bị có một cái còng khác nữa. Mà cái còng khác đó nó không có theo luật lệ, nó không có theo hiến pháp, nó không có theo luật pháp. Là chúng ta thấy vừa qua đó, bí thư thành ủy Sài Gòn đó là ông Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng, ông đâu có chịu pháp luật Việt Nam đâu. Ông, người ở trong đảng gọi là tố cáo ông tham nhũng về cái vấn đề dầu khí, Petro Việt Nam gì đó. Và đảng kỷ luật ông và cách chức ông. Nhưng mà thực sự thật ra đó, nếu mà dựa theo hiến pháp đó, người ta biết là Đinh La Thăng là tham nhũng bao nhiêu tiền, tham nhũng vào việc gì, thì phải để luật pháp trừng trị. Ai cũng phải chịu qua luật pháp đó. Tại sao ông Đinh La Thăng không chịu qua luật pháp? Mà qua rồi là đảng pháp, đảng rồi, mấy anh đảng rồi dây cánh với nhau rồi, mấy anh cách chức người ta. Mấy cái các anh rất là làm việc rất là thô bỉ, các anh rất là coi thường luật pháp. Đinh La Thăng nếu mà có tội thì hãy để tòa án xử anh, hiểu không? Để tòa án xử anh chứ tại sao đảng xử anh? Rồi bây giờ rồi người dân nó phải được bầu những cái người mà lãnh đạo cho mình chứ. Tại sao các anh ngang nhiên người là đưa bà Tổng Thủy Phóng lên để mà làm bí thư thành ủy Sài Gòn? Rồi không biết rục rịch chống đối gì đó, các anh lại đưa thêm một người khác là ông Nguyễn Thiện Nhân là vào cái chức gọi là bí thư thành ủy Sài Gòn. Nói thiệt, ông Nguyễn Thiện Nhân không có làm được cơm cháo gì. Nguyễn Thiện Nhân không làm được cơm cháo gì hết đó. Nguyễn Thiện Nhân TV biết rất rõ. Không phải TV biết rất rõ là TV có những cái quan hệ hay liên hệ gì. Nhưng mà TV theo dõi báo chí trong nước, theo dõi rất là kỹ. Thì Nguyễn Thiện Nhân đó, khi mà ổng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, không biết rõ cái quyền hành của ông. Ông cũng không có biết rồi là ông có bao nhiêu tiền. Ông không biết là Bộ Giáo dục nhận được bao nhiêu tiền để mà ông chi cho cấp dưới. Anh ơi, Cộng sản làm gì có pháp luật. Đó, chúng ta hiểu như vậy. TV cũng hiểu như vậy. Thành ra TV nói rằng là các anh phải sửa đổi thôi. Các anh phải gọi là dứt bỏ cái điều 4 hiến pháp. Ngày nào các anh còn điều 4 hiến pháp là các anh vô luật pháp. Điều 4 hiến pháp khẳng định các anh ngồi xổm lên luật pháp. Tôi nhắc điều này hoài thôi. Tại điều 4 hiến pháp, quý anh chị em biết rằng là khi mà chúng ta đặt ra cái luật pháp, chúng ta đặt ra cái bản hiến pháp là chúng ta dựa vào cái sự công bằng, dựa vào sự bình đẳng của tất cả mọi công dân, của tất cả mọi đảng phái. Chúng ta đặt ra cái luật pháp, cái hiến pháp là dựa lên trên cái nền tảng là công bằng, phải không? Thành ra đó, cái điều 4 hiến pháp nó rõ ràng là nó không công bằng. Điều 4 hiến pháp nó khẳng định cái quyền lãnh đạo là thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi các đảng phái khác không được quyền lãnh đạo, thì rõ ràng nó không công bằng. Nó không công bằng thì cái hiến pháp đó vứt và sọt rác, phải vứt và sọt rác. Các anh không có thể mà chơi cha người ta như vậy được, thấy không? Các anh làm những chuyện đó là tội ác hết. Nổi mà cái tên Đảng Cộng sản thôi,
tên Đảng Cộng sản là cái tên riêng của các anh. Thành ra cái tên đó nó không có thể được nằm ở trong cái hiến pháp. Không có ai mà bỏ một cái tên riêng của một cái đảng mình mà nằm ở trong hiến pháp được. Mà trong khi quá khứ các anh đã từng thay đổi cái tên rồi. Chào Dương Giang Bá nha. Các anh đã từng thay đổi cái tên. Thì vì biết là hồi mà năm 1900 gì đó, các anh thay đổi thành tên Đảng Lao động Việt Nam. Đó là sự thật, cái lịch sử. Lịch sử có nói về các anh đã sử dụng Đảng Lao động Việt Nam, đổi cái tên Đảng Cộng sản thành Đảng Lao động Việt Nam. Vậy rồi TV đặt một cái dấu hỏi. Các anh sau này các anh đổi thành một cái đảng công nông, ví dụ gì, hoặc là đảng dân chủ, hoặc là đảng tự do gì, các anh bắt hiến pháp phải đổi theo anh hả? Là sửa lại 14 hiến pháp là đảng tự do được quyền duy nhất để mà lãnh đạo cái đất nước này. Các anh thấy điều đó là, điều đó là TV chứng minh rất rõ là các anh dẫm đạp lên cái hiến pháp, các anh ngồi xổm lên hiến pháp. Đúng không? Hai cái bằng chứng đó là, một là công bằng, thứ hai đó là các anh lấy cái tên riêng của các anh mà bỏ vô hiến pháp, là làm như cái hiến pháp đó đó nó tùy thuộc vào các anh. Đúng không? Các anh chơi như vậy thì nó đâu có công bằng. Thì đó, các anh tất cả là tội ác hết. Ngày nào còn cái đảng cộng sản là các tội ác hết. Đó, thành ra TV nói với các anh đó là các anh là người vô liêm sỉ. Giờ này TV thấy các anh đã bỏ cộng sản rồi. Mà nhìn thấy như vậy thôi, chứ sự thật thì chưa. Tại vì cái tên Đảng Cộng sản vẫn còn hiện tại. Thành ra đó, về cái căn bản của Cộng sản thì các anh đã bỏ, phải không? Căn bản Cộng sản đó là nền kinh tế tập trung công nông trường, phải không? Nền kinh tế chỉ huy các anh đã bỏ. Các anh cho buôn bán tự do giống như tư bản. Thì bây giờ thật ra TV chửi các anh là treo đầu dê bán thịt chó là đúng, các anh cãi không được, phải không? Các anh phải thay đổi, từ bỏ, giải tán cái đảng cộng sản. Đó là cái yêu cầu của toàn dân, đó là cái điều mong muốn của toàn dân đó. Chào Liêu Ly Lê nha. Người dân đó mong muốn các anh giải tán cái đảng cộng sản. Khi các anh giải tán đảng cộng sản rồi, mình mới học cái điều hay lẽ phải của các quốc gia khác. Các quốc gia khác người ta giàu có không thể tưởng tượng luôn. Nó giàu có không thể tưởng tượng luôn. Tại sao TV 256 phải bỏ ra gọi là gần 40 năm để mà tiếp tục đấu tranh, để mà giải trừ cái cộng sản? Vì TV biết rõ là cái cộng sản là tội ác. Nó không có yêu nước, mà nó giết, gọi là đi giết hại những người yêu nước. Mình là công dân Việt Nam mà. TV sống ở Mỹ nhưng mà TV vẫn biết mình là người, con người Việt Nam. Và khi mình biết mình là Việt Nam, mình có trách nhiệm với quê hương mình. Mình đau khổ với cái đau của dân tộc mình. Các anh thì gọi TV 256 là cái bọn phản quốc, cái bọn cờ ba sọc, rất là tàn nhẫn. Trong khi đó TV biết, các anh cũng biết, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó là cái lá cờ tổ quốc đó. Các anh biết chứ không phải là không biết. Lịch sử nó còn đó. Và bây giờ
người ta truy ra được cái cờ đỏ sao vàng là cái cờ của Vĩnh Phúc Kiến. Cái đó sự thật, các anh cãi không được. Thấy không? Nó là sự thật. Cờ đỏ sao vàng đó, nếu mà quý anh chị em mà coi cái phim mà Trường Chinh đó, thấy không? Trường Chinh đó mà Mao Trạch Đông đó, Đoàn Quốc Cường mà thủ cái vai Mao Trạch Đông đó, thì quý anh chị em thấy cái cờ vàng, cờ đỏ sao vàng mặt đó. Rồi các anh dạy cho những đứa bé từ nhỏ cho tới lớn, các anh dạy cho chúng gọi là trở thành gọi là nó gọi là cháu ngoan bác Hồ. Mà ông Hồ Chí Minh là cái người mà tội ác nhất. Không biết quý anh chị em có ai là người mà đi theo đảng mà đang coi đang nghe TV256 nói chuyện không không? Nếu mà có thì đánh số 1. Hy vọng rằng là TV muốn muốn nói đôi điều các anh. Nói về Hồ Chí Minh là TV đủ tài liệu. TV256 đủ tài liệu để biết rõ Hồ Chí Minh là một tên gián điệp cộng sản. Một tên gián điệp Tàu. Sự thật Hồ Chí Minh đã chết ở trong nhà tù Hồng Kông rồi. TV có cái cuốn sách mà của Hoàng Văn Chí đó. Cuốn sách Hoàng Văn Chí là nói rõ là Hồ Chí Minh là chết. Đây nè. Từ thực dân đến cộng sản nè. Đây nó chữ ngược hơn. Còn cái camera của TV thì nó là chữ xuôi. Thì đó, trong đây có tài liệu rõ ràng nè. Vào trang 79 là tự nhiên Vi nhớ không làm. 79 là chết trong nhà tù Hồng Kông. Và tới tờ báo gọi là Daily Worker của bên Anh cũng nói rõ điều đó. Thì chết vì bệnh lao, nói thẳng là vì bệnh lao. Mà thời mà 1932 33 đó thì chúng ta chưa có thuốc mà streptomycin để mà trị bệnh lao. Hồi nào tới giờ cái thời đó nó xa quá. Cái streptomycin nó sau này năm 40 mấy 50 mấy mới bắt đầu mới mới có cái trị sinh đó để mà trị cái bệnh lao phổi đó. Thành ra đó, khi mà Hồ Chí Minh đã bệnh lao rồi đó là không bao giờ mà có thể bình phục được hết. Tại vì tất cả người bệnh lao đều chết hết, không có ai sống sót hết. Không có lời thuốc trụ sinh đó là ai cũng chết hết. Thì chứ quý anh chị em thấy rõ không? Từ năm 1932 33 rồi đến năm 1941 khi mà Hồ Chí Minh mà xuất hiện ở hang Bắc Bó. Quý anh chị em thấy rõ gì? Ông đâu có xuất hiện đâu đâu. Hoàn toàn là vắng bóng ở trên mà chính trường. Không có ai nghe hết. Không có ai biết Hồ Chí Minh ở đâu, làm gì, hoàn toàn không biết. Khi không đợi tới năm 1941 rồi xuất hiện ở hang Bắc Bó rồi mới thành lập chính phủ lâm thời ở cây đa Tân Trào. Đại khái là nó như vậy. Nếu mà quý anh chị em mà cũng như rằng là đặt cái câu hỏi
Hồ Chí Minh tiền đâu? Tiền đâu để mà thành lập một cái chính phủ lâm thời như vậy? Khi mà thành lập một chính phủ lâm thời thì phải có tiền nuôi quân, phải không? Cái tiền mua vũ khí, cái tiền mà trả lương cho những người mà làm việc, tiền đó tất cả là do thằng Tàu đó. Tất cả do thằng Tàu cung cấp đó. Thằng Tàu nó cung cấp thì lẽ dĩ nhiên rằng là nó đưa người của nó đưa người của nó làm lính, nó chỉ mướn một số người ở trong Việt Nam thôi, không? Chứ đâu phải là muốn thành lập một chính phủ là dễ đâu. Súng ống rồi nó đưa qua. Rồi đến cái ngày mà cách mạng mùa thu, rồi mới cướp chính quyền. Trong khi mà Nhật thì nó bị đầu hàng bởi hai cái quả bom nguyên tử rồi. Nó đầu hàng và hai cái quả bom nguyên tử hai thành phố mà Hiroshima với mà Nagasaki đó. Thì khi Nhật nó đầu hàng thì nó phải trả cái quyền cho chính phủ Trần Trọng Kim. Thì khi mà Trần Trọng Kim đó trả quyền cho Bảo Đại thì đúng hơn, nó kêu Bảo Đại, rồi Bảo Đại nó mới mời ông Bảo Đại mới mời Trần Trọng Kim ra để mà giữ cái chức vụ mà thủ tướng, mời làm thủ tướng. Rồi trong khi ông Trần Trọng Kim thì mới bắt đầu lên là nghe nói là ở Hà Nội đã đưa cái vàng ba sọc đỏ rồi, là ở nhà hát lớn gì đó, rồi cách mạng mùa thu, rồi cộng sản nhào vô, rồi là canh cướp chính quyền của Trần Trọng Kim. Đó, nó sự thật rõ ràng như vậy. Thành ra nếu mà nói đó thì sẵn đây đó, TV lập lại là hôm nay TV muốn chia sẻ phần về phần Hồ Chí Minh đi ha. Chia sẻ hoàn toàn về phần Hồ Chí Minh, nếu quý anh chị em muốn mà lắng nghe đó, TV sẵn sàng gọi là bỏ nhiều thời giờ để mà nói về Hồ Chí Minh. Và TV chắc chắn rằng là TV chứng minh được Hồ Chí Minh là tên gián điệp cộng sản. TV tin vào điều đó, chứng minh từ đầu đến cuối thôi. Tại vì đó, TV từng là đọc nhiều và viết nhiều và biết rõ những cái tài liệu để chứng minh ổng là một người cộng sản, ý chứng minh ổng là một tên gián điệp Tàu, ổng là người Tàu. Bây giờ đó, nhớ đến đâu thì TV nhớ đó, nói đến đó nha. Mình không có soạn bài trước, mình nói đến đâu, nhớ đến đâu thì nói đến đó. Bây giờ TV chứng minh ổng là người Tàu thì TV tính chứng minh đầu tiên đó là ổng cầm cái viết đó. Qua nhiều cái hình chụp ổng cầm cái viết đó, nó giống như cầm cái cọ sơn, nó ổng cầm ba cái tay nó cọ như vậy nè, chứ nó không phải là cầm cái viết mà để ở ngay ở ở ở giữa hai ngón tay mình đâu. Nó cầm như cái cọ sơn, và khi mà cầm như vậy đó, nó giống như là một người Tàu, người ta cũng là viết, người Tàu thì họ cầm cái cách đó thôi. Một người Tàu là chuyên môn cầm cái kiểu theo cái cọ sơn thôi, đúng không? Tại vì họ viết cái tiếng Tàu nó khác với cái tiếng mà ABC của mình,
không? ABC của mình thì nó viết nó, thành ra cái tay nó cầm khác nhau, tao nó cầm khác nhau. Đó là một điểm ha, chứng minh là Hồ Chí Minh là người Tàu. Bây giờ điểm thứ hai ha, khi xưa đó Nguyễn Ái Quốc mà qua bên Pháp đó, thì quý anh chị em thấy rằng đó Nguyễn Ái Quốc thắt cà vạt. Quý anh chị em thấy cái hình ở trong mà Wikipedia đó, Nguyễn Ái Quốc có thắt cái cà vạt. Sau này đó Hồ Chí Minh có thắt cái cà vạt không? Quý anh chị em lục hết tất cả Hồ Chí Minh về sau này coi, sau 1933 mà chết ở nhà tù Hồng Kông, quý anh chị em thấy Hồ Chí Minh thắt cái cà vạt không? Không có. Một cái con người đó mà họ quen thắt cà vạt rồi, tại vì Nguyễn Ái Quốc bên Pháp, ông đi tàu qua Pháp rồi làm cúc đó, làm nấu ăn rồi đại khái. Thì khi mà Nguyễn Ái Quốc làm chính trị á, cũng theo Đảng Cộng sản Pháp rồi thắt cái cà vạt. Thì thường thường khi mà người ta sử dụng cái cà vạt như vậy đó, người ta quen. Khi mà ta bận đồ tây phục đó, người ta quen. Thì không có lý do nào mà đến khi Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước rồi không bao giờ bận tây phục, mà không bao giờ thắt cà vạt. Tại vì họ không quen. Hồ Chí Minh không có quen. Hồ Chí Minh là người Tàu. Người Tàu họ không quen thắt cà vạt, họ chỉ thích bận bận đồ mà gọi là đại cán. Đại cán là có cái bốn túi rồi, giống như mao đông như thế đó. Anh đã thêm một cái bằng chứng nữa rồi, cái cải cách ruộng đất đó, cái cải cách ruộng đất bây giờ tôi nói cái cải cách ruộng đất đó, nó tàn ác vô cùng lắm. Là theo cái tờ mà Kinh tế của Cộng sản đó, sách mà về Kinh tế Cộng sản đó, là có 172.008 người người dân mà bị mà giết bởi Hồ Chí Minh qua cái chính sách mà trí phú địa hào đó, đào tận gốc cắt tận rễ đó, giết tất cả những người phú nông, những người nhiều khi không phải là phú nông nữa, họ chỉ có mấy cái mẫu đất, mấy cái sào đất là cho họ là giàu có rồi giết thôi. Thành ra biết bao nhiêu người bị chết dưới tay Hồ Chí Minh. Mà quý anh chị em phải hiểu một điều này đó, là Hồ Chí Minh là người phát động cái phong trào cải cách ruộng đất. Một người phát động cái phong trào cải cách ruộng đất. Khi xưa đó, cách đây 3-4 năm thì người ta không biết. Người ta vẫn nghĩ rằng là ông Hồ Chí Minh ổng lấy cái mùi khăn mùi xoa ổng lau nước mắt trước cái quốc hội, là ổng nói rằng là ổng không biết cái sự việc mà nó tàn ác đến mức đó, đến đến hàng trăm ngàn người chết như vậy. Ổng đổ lỗi cho là cấp dưới của ổng là Trường Chinh, hiểu không? Ổng lau nước mắt rồi phủ nhận cái trách nhiệm của ổng. Nhưng mà 1-2 năm cách đây á, thì chúng ta đọc được cái quyển quyển sách mà Đèn Cù, đúng không? Đèn Cù là của Đèn Cù Ái Diếp sao? Trần Dĩnh, tác giả là Trần Dĩnh, mà Trần Dĩnh đó lại là thư ký của ông Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Dĩnh là thư ký của ông Hồ Chí Minh. Và khi ông viết cái quyển sách Đèn Cù đó, ông đưa ra cái chi tiết là Hồ Chí Minh đó, Hồ Chí Minh với Trường Chinh, hay là Hồ Chí Minh với
Phạm Văn Đồng, quên rồi, cái đó TV không nhớ rõ. Mà Hồ Chí Minh phải bịt cái râu lại. Thì ông đưa ra chi tiết là bịt râu lại để mà giả dạng làm thường dân, để mà chứng kiến cái buổi mà cải cách ruộng đất, mà cái tòa xử bà Nguyễn Thị Năm. Cái tòa xử bà Nguyễn Thị Năm là bà đó là một cái đại ân nhân cho Việt Minh. Thời mà kháng chiến chống Pháp thì bà bao nhiêu là mấy trăm lượng vàng rồi bà cho Việt Minh để mà tìm cách để mà cứu nước, gọi là kháng chiến chống Pháp. Rốt cuộc không biết thằng Tàu nó đưa chỉ tiêu như thế nào, là mà TV cũng đọc được nhiều tài liệu như vậy nè, là phải giết 5%, 5% dân số. Đó là cái tin tức từ ở bên Mao Trạch Đông đưa qua Chu Ân Lai rồi đưa tới Hồ Chí Minh, là phải giết 5% dân số, và đó là một cái chỉ thị với Hồ Chí Minh là phải làm như vậy. Thành ra Hồ Chí Minh đó là một tên gián điệp thì phải nghe theo những cái chỉ thị của Mao Trạch Đông với Chu Ân Lai. Thành ra Hồ Chí Minh thực hiện cái cuộc cải cách ruộng đất. Mà cái người mà chết đầu tiên đó là bà Nguyễn Thị Năm. Bà đã cung cấp vàng bạc cho mặt trận Việt Minh. Rốt cuộc bà là người đầu tiên phải chết. Mà cái cuốn sách của ông Trần, ông Đèn Cù đó, của ông Trần Vĩnh kể lại là nó cố tình nó đưa ra cái hòm đó rất là ngắn thôi. Thành ra đó, khi mà bỏ bà Nguyễn Thị Năm vô nó không vừa. Bà Nguyễn Thị Năm thì sự thật bà đâu có cao, nhưng mà cố tình nó làm cái hòm ngắn như vậy. Và cuốn sách đó kể lại đó là cái xác của bà Nguyễn Thị Năm đó, tụi nó nhảy lên, nó nhảy lên ở trên người để cho cái đầu cụp xuống, nó gãy răng rắc gì đó, để mà cho dừa vô cái hòm. Hồ Chí Minh ác độc như vậy đó. Mà trong đó đó thì bây giờ chúng ta cũng biết rất là rõ, Hồ Chí Minh nó lấy cái bút hiệu là CB, chữ C với chữ B đó là của bác. Của bác mà viết một cái bài đăng ở trên báo, mà TV nghĩ là báo Nhân Dân thì phải, đăng trên báo. Mình lục lại tất cả những tài liệu thì mình thấy những cái tài liệu đó hết á, nó trên net á. Nếu mà quý anh chị em vào Google mà quý anh chị em đánh cái chữ mà địa chủ ác ghê, đó là cái tên của cái bài viết của CB đó, là của Hồ Chí Minh, địa chủ ác ghê. Thì trong đó đó tất cả là toàn là những lời vu khống không ạ. Những cái lời mà viết ra ai viết cũng được, những lời mà mình không thể tưởng tượng được đó, mà nó lại đưa lên nhất của tờ báo. Tự nhiên nói bà Nguyễn Thị Năm giết hai người làm, rồi giết thêm cái này cái nọ, giết tổng cộng 200 mấy chục người. 200 mấy chục người đó, bà Nguyễn Thị Năm nó giết tổng cộng 200 mấy người, mà hoàn toàn không có một cái bằng chứng gì hết, mà cái bài viết đó của Hồ Chí Minh. Thành ra đó, người ta chỉ viết, người ta chỉ viết như vậy thôi. Hồ Chí Minh chỉ viết như vậy thôi là luận tội được cái bà Nguyễn Thị Năm rồi, và coi như là bắn bà vậy thôi, xử bắn rồi bỏ trong hòm mà không vừa rồi ém xuống, ém người là ông Trần Vĩnh ông kể là cái xương nó nghe răng rắc gì đó. Ông tại vì ông là bí thư, ông là thư ký của Hồ Chí Minh, thành ra ông đi chung Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh bịt râu lại để mà giả thành người thường dân. Thành ra chúng ta phải hiểu Hồ Chí Minh là cái người cầm đầu của cái cải cách ruộng đất, chứ không phải là ông không biết. Ông là người phát động ra cái cuộc cải cách ruộng đất.
để mà giết hại. Mà cái con số đó ở trong cái sách mà kinh tế cộng sản đó thì TV thấy có lẽ là nó không đúng sự thật. Trong khi cái con số mà của Tàu đó mà nó nói đó là Hồ Chí Minh là phải thực hiện gọi là giết 5% dân số. 5% dân số thì lúc đó đó ở ngoài Bắc đó là cỡ khoảng 10 triệu người. 10 triệu người mà 5% dân số là quý anh chị em dâng lên coi. 500.000 người chết vì cải cách ruộng đất. Cái con số 500.000 người đó. Nhiều cái tin về cái con số 500.000 người chứ không phải là 172.000 người đâu. Tại vì nó kinh hoàng lắm. Nó kinh hoàng vô cùng. Mà lấy cái tiêu chí đó là chí phú địa hào, đào tận gốc, chấp tận rễ. Thì quý anh chị em ngày nay, quý anh chị em hiểu rõ rồi. Trí là cái phần thành phần trí thức. Cái thành phần trí thức mà bây giờ đó, Hồ Chí Minh đó, tiêu diệt cái thành phần trí thức của Việt Nam thì quý anh chị em nghĩ như thế nào? Tại sao thành phần trí thức phải bị tiêu diệt? Quý anh chị em suy nghĩ trong đầu đi. Đừng có tôn thờ Hồ Chí Minh vô lý nữa. Khi Hồ Chí Minh đó, đưa ra những cái tiêu chí như vậy để mà giết người đó, thành phần trí thức phải tiêu diệt. Mà thành phần trí thức tiêu diệt thì chỉ có là người Tàu thôi. Người Tàu không bao giờ muốn người Việt Nam mình là những người thành phần trí thức mà còn tồn tại. Thành phần trí thức mà còn tồn tại thì làm sao mà nó thanh toán được? Làm sao mà nó cướp cái Việt Nam mình được? Nó đã từng cướp trong hàng ngàn năm rồi, quá khứ nó cũng chưa cướp được cái đất nước Việt Nam mình. Nó đô hộ mình ngàn năm mà vẫn tìm cách để mà nó xâm chiếm cái đất nước mình. Mà trước khi xâm chiếm cái đất nước mình là gì? Là phải tiêu diệt cái thành phần trí thức. Hết tiêu diệt cái thành phần trí thức đó, thì phải tiêu diệt cái thành phần mà giàu có, thành phần phú nông. Khi mà một người mà tiêu diệt cái thành phần trí thức của người Việt Nam thì Hồ Chí Minh chắc chắn không phải là người Việt Nam. Người Hồ Chí Minh là người Việt Nam không bao giờ muốn tiêu diệt cái thành phần trí thức của người Việt Nam. Đó là một cái điều mà chúng TV chứng minh thêm một lần nữa cho quý anh chị em thấy. Không bao giờ có người Việt Nam nào mà bây giờ tôi muốn bắt hết tất cả những trí thức để tôi giết. Mình người Việt Nam đó, mình phải giúp cho đất nước mình. Mình phải đào tạo cho càng nhiều trí thức để cho cái đất nước mình nó tiến bộ hơn, nó tốt đẹp hơn. Chứ tại sao mình đi tiêu diệt thành phần trí thức? Ngoại trừ là cái thằng Tàu thôi. Chỉ có cái thằng Tàu đó nó mới tiêu diệt cái thành phần trí thức. Rồi bây giờ TV thêm một cái điều chứng minh nữa, TV cho quý anh chị em thấy là Hồ Chí Minh, một cái tài liệu đó là của Tàu nó đưa ra đó, là Hồ Chí Minh tức là Hồ Quang, thiếu tá trong cái bác lộ quân của Tàu đó, thiếu tá Hồ Quang. Đó cũng là một cái chứng minh cho chúng ta thấy. Và Hồ Chí Minh lại có vợ ở bên Tàu nữa. Rồi Hồ Chí Minh đó, khi mà sử dụng ngôn ngữ á, sử dụng tiếng Việt á, Hồ Chí Minh toàn là dùng phiên âm không? Dùng mấy cái phiên âm giống như cái chữ F, chữ G, chữ Z á, rồi chữ J, J, đại khái. Chữ Phương á thì dùng chữ F, F, Ư, Ơ, Andre Phương. Đó. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc học trung học. Học trung học là khá rồi. Biết viết rành rọt hết rồi.
không có cần như mấy cái chữ mà phiên âm nữa đâu. Hồ Chí Minh sử dụng phiên âm không? Tất cả những người mà sử dụng phiên âm để mà đọc về cái ngôn ngữ của Việt Nam mình đó, đa số là những người ngoại quốc. Họ viết theo cái phiên âm của quốc tế đó, chữ S đặng mà cho chữ đọc đọc được, chứ họ dùng cái chữ P với X là họ đọc không được, họ không biết. Thành ra còn chữ chữ thí dụ chữ Dũng, Hồ Chí Minh viết chữ Z, chữ chữ Z đấy, Z rồi U N G, Dũng, Ngã Dũng. Thành ra những người mà phiên âm như vậy đó thường thường là những người ngoại quốc để mà học tiếng Việt. Thì ra đó cũng là một cái bằng chứng để mà chúng ta biết rằng Hồ Chí Minh là một người Tàu. Người Tàu họ không có rành về tiếng Việt. Đồng ý là Hồ Chí Minh phải học nói tiếng Nghệ An, nó cũng lơ lớ thôi chứ nó cũng phải là giống hoàn toàn nữa. Đúng. Rồi Hồ Chí Minh kêu dân tộc Việt Nam phải gọi Hồ Chí Minh bằng Bác Hồ. Đó là sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn về về cái văn phạm của nước Việt Nam mình. Cái văn phạm của nước Việt Nam mình đó là mình phải gọi tên chứ không phải mình gọi họ. Giống như TV256 đây, TV gọi là Tổng thống Thiệu, không? Rồi Tổng thống Minh, đúng không? Tổng thống Diệm. Chứ TV không bao giờ TV gọi là Tổng thống Hồ đó, Tổng thống Ngô hoặc là Tổng thống Nguyễn đó. Đó là cái văn hóa tiếng Việt của mình là như vậy. Tại vì nếu mà mình gọi họ, người ta nói mình hỗn nữa, ví dụ vậy. Đó. Thế nên Hồ Chí Minh gọi là kêu gọi là phải là Bác Hồ, tại vì ông tính theo người Tàu. Người Tàu lại gọi bằng họ chứ không phải gọi là bằng tên. Đó là một cái điểm chúng ta phải lưu ý nữa. Một cái điểm là khi mà ông lên làm chủ tịch nước. Ông lên làm chủ tịch nước á, thì chúng ta hiểu về cái văn hóa phong tục Việt Nam mà người nào bất cứ người nào đi đấu tranh họ có những cái bút hiệu, họ có những cái tên riêng của họ để mà họ hoạt động đấu tranh, đúng không? Thì khi mà họ làm chủ tịch nước rồi á, thì bắt buộc họ phải dùng cái tên thiệt của họ, đúng không? Khi mà Hồ Chí Minh thành công rồi, trở thành chủ tịch nước rồi, lại bỏ đi cái họ tên của mình bỏ đi tên Nguyễn Nguyễn Ái Quốc của mình, hoặc là tên Nguyễn Sinh Cung của mình cũng được vậy. Nếu mà đặt lên chủ tịch Nguyễn Sinh Cung, chủ tịch Nguyễn Ái Quốc, thấy có hai cái tên đó thôi. Rốt cuộc dùng tên Hồ Chí Minh, đó đó là cái bằng chứng Hồ Chí Minh chính là tên gián điệp Tàu. Mà tàn ác vô song, quý anh chị em nếu mà coi lại cái thời mà Mậu Thân Huế, từ 5 đến 6 ngàn người dân bị chết, bị giết vì chôn sống đó. Người ta thấy tất cả là 22 địa điểm, 22 địa điểm chôn sống. Người ta đào bới được 22 điểm chôn sống. Thành ra người ta hiểu rằng là nó là chính sách, nó là chỉ thị của cấp trên, hiểu không? Của người mà tối cao nhất là Hồ Chí Minh. Đó là chỉ thị của Hồ Chí Minh là bắt buộc phải giết hết. Thì tự nhiên là ở dưới nó phải vâng lệnh, nó giết bằng cách chôn sống. Thành ra người Việt mình không bao giờ làm như vậy. Người Việt mình không có chủ trương giết người Việt mình như vậy. Trong khi những người chôn sống là những người đàn bà và trẻ em nữa, đó. Đâu có người Việt mình mà nhẫn tâm như vậy. Người Việt mình cũng
khi mà mình ký cái gọi gọi là giống như hiệp định như đó, mình ký cái hiệp định mà ngưng bắn nó trong 3 ngày Tết, thì cái dân tộc Việt Nam mình coi trọng nhất là vào 3 ngày Tết. 3 ngày Tết người ta gọi là 3 ngày là thiêng liêng nhất của dân tộc. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, 3 ngày Tết đó. Thì 3 ngày Tết đó là mình gia đình chung vui với nhau, hạnh phúc với nhau. Hiểu không? Đoàn tụ gia đình, con cháu về sum họp để mà ăn 3 ngày Tết. Thì đó là một cái ngày thiêng liêng vô cùng. Thì Hồ Chí Minh lại phát động tổng công kích miền Nam để mà chiếm những cái thành phố như vậy đó. Dạ chào Vũ Anh. Thì đó là một cái tội ác của một một cái tên gián điệp Tàu. Người Việt Nam không làm vậy. Người Việt Nam á, anh em mà có đánh lộn với nhau á, thì cũng phải chừa 3 ngày Tết. Mà mình đã từng ký vào cái hiệp, nó gọi là hiệp ước hay là gọi là gì đó, mà ngưng bắn trong dịp 3 ngày Tết. Rốt cuộc Hồ Chí Minh phát động vào ngày mùng 1, mùng 2 Tết là phát động khắp nơi toàn cõi Việt Nam. Hồ Chí Minh là ai? Chỉ có người người Tàu mới ác như vậy. Người Tàu mới ác vô cùng. Rồi bây giờ kể đến cái vấn đề mà chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ, khi mà Hồ Chí Minh cho rằng Hồ Chí Minh chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng sự thật ra đó, sau này mà khi mà có cái hụt hạch với thằng Trung Cộng đó, trong cái mà lúc mà 1979 mà Tàu nó chiếm gọi là sáu tỉnh mà biên giới đó, thì sau này người ta biết rõ là cái tài liệu là Doãn Nguyên Giáp cũng là cái quái gì. Doãn Nguyên Giáp chỉ là một cái đại tướng gọi là Hồ Chí Minh phong cho vậy thôi, chứ ngoài ra không có tài cán, một cái tên hoàn toàn không có cái tài cán. Mà rõ ràng chúng ta thấy về sau đó, Doãn Nguyên Giáp không có biết cái gì hết, không có rành về cái gì hết á. Bởi vì sau này mới trở thành gọi là ổng lo cái chức vụ, ổng lo về cái sinh đẻ đó, đúng không? Sinh đẻ đó. Người ta đọc những cái câu thơ để người ta chế giễu ông Võ Nguyên Giáp. Chứ sự thật cái chiến thắng về Điện Phủ đó là do ba cái tướng Tàu, mà TV nhớ cái tên thì TV nói cho quý anh chị em biết là Trần Canh nè, Lự Trần Canh, Lã Quý Ba. Trần Canh, Lã Quý Ba với một cái ông tướng nào nữa, Di Quốc Thanh. Di Quốc Thanh, ba cái tên tướng Tàu đó để mà điều khiển cái trận Điện Biên Phủ mới đánh Pháp thắng. Là, nhưng mà TV đồng ý là có cái sự tiếp tay của người dân gọi là làm giống như là làm lao nô đó, khiêng những cái pháo lên để mà dùng cho thằng thằng Tàu để mà nó đánh Pháp. Mà quý anh chị em thấy đó, khi mà đánh Pháp xong, Pháp thất bại, Pháp đầu hàng, thì bây giờ phải đuổi Pháp ra chứ, phải đuổi Pháp ra, thì mình ký cái hiệp định để mà đuổi thằng Pháp ra. Mày là thất bại rồi, tao cho mày trong vòng 6 tháng, 3 tháng mày rút khỏi Việt Nam. Thì mình là kẻ chiến thắng mà. Tại sao mình đi mình ký với thằng Pháp là phải chia hai đất nước? Quý em cách nghĩa được điều đó không? Nếu mà chia hai đất nước là phải là ý của người dân mình.
cái ý mà chia hai đất nước là cái ý của thằng Tào, ý của thằng Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông mới sai rồi thì Chu Ân Lai rồi mà tham dự vô cái bàn mà hội nghị của Hiệp định Geneva. Rồi Hồ Chí Minh thì cử Phạm Văn Đồng đi ra để là mà ký cái Hiệp định Geneva. Dạ, cảm ơn bạn Nelson Võ nè. Bạn Nelson Võ cũng đồng ý TV256 là bởi vì đó lo về về anh chị em tiếng Pháp, chỉ có lo về xin kế hoạch sinh đẻ cho mấy anh chị em thôi chứ ông đâu có tài cán gì. Nếu mà ông tài cán thì ông đâu có để mà những người mà ông phải làm một cái chức vụ mà vô cùng thô bỉ như vậy. Nếu mà người ta là một người lính mà can trường đó, thà là người ta ở không hoặc là làm gì chứ ai mà đi nhận cái chức vụ mà kế hoạch sinh đẻ. Một cái tướng như vậy nó không xứng đáng là người tướng, không xứng đáng là người tướng. Thành ra đó là cái bằng chứng cho chúng ta thấy Hồ Chí Minh là một người Tàu. Thành ra Hồ Chí Minh chia đôi cái đất nước để cho Việt Nam mình yếu đi. Mà sự thật đó thì thời đó đó thì ở bên phía chính phủ quốc gia thì ông Ngô Đình Diệm, ông là thủ tướng, thì ông cử có một người bộ trưởng ngoại giao là ông bác sĩ Trần Văn Đỗ để mà tham dự cái hội nghị Geneva. Thì bác sĩ Trần Văn Đỗ có mặt ở trong đó thì bác sĩ nói bác sĩ không có chịu ký tên trong cái bản hiệp định Geneva. Bác sĩ nói, bác sĩ ôm mặt, bác sĩ khóc, bác sĩ nói tôi không bao giờ có thể mà ký vào cái một cái hiệp định mà chia hai cái đất nước của mình. Tôi là một người Việt, làm sao tôi có thể chia hai cái đất nước của mình? Không có cách gì mà tôi chia hai cái đất nước của mình nữa. Đó là một người yêu nước thật sự thì không có một người Việt Nam nào mà tự động chia hai cái đất nước của mình, ký vào cái văn bản như vậy. Mà Hồ Chí Minh sẵn sàng cho là Phạm Văn Đồng ký vào như vậy. Rồi đánh lừa dân tộc, đánh lừa cả dân tộc là cần phải có một cái cuộc gọi là tổng tuyển cử. Trong khi tổng tuyển cử chỉ là một cái chương mà ép vô sau này thôi. Mà miền Nam đó người ta không ký rồi làm sao mà có tổng tuyển cử. Người ta đã thấy chia hai cái đất nước là một cái điều quái đản. Những người yêu nước không bao giờ chấp nhận cái việc chia hai cái đất nước đó. Thành ra trong miền Nam này lúc nào cũng tổ chức là ngày 20 tháng 7 là cái ngày Hiệp định Geneva, đó là cái ngày gọi là quốc hận, cả nước hận đó. Cả nước miền Nam hận. Nhưng mà ở miền Bắc thì cái vấn đề đó tụi nó cai trị rồi, tụi nó muốn sao muốn thôi. Sự thật ai cũng rõ là cái tội ác của cái tên gián điệp Tàu, nó chia hai cái đất nước mình, nó chia hai để mà làm cái đất nước Việt Nam mình yếu đi, để nó dễ bề, nó thôn tính về sau. Thật sự là như vậy đó quý anh chị em ơi. Mình phải khẳng định là điều đó. Và mình khẳng định Hồ Chí Minh mang đến cái lá cờ đỏ sao vàng. Cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của Phúc Kiến, nó có từ năm 1933. Quý chị em nhớ điều đó đi. Hãy nhớ điều đó đi. 1933 là Fuji là cái tỉnh Phúc Kiến đó, mà nó ở nó treo ở Phú Châu, là gọi là thủ đô của tỉnh Phúc Kiến đó. Thì nó treo treo cái cờ đỏ sao vàng, và nó đã sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng từ đó rồi. Tự nhiên năm 1945 Hồ Chí Minh đưa ra cái lá cờ đỏ sao vàng,
Được, lúc đó cờ đỏ sao vàng mập thì giống y như cái lá cờ tỉnh Phú Kiến thôi. Cái lịch sử như vậy đâu có chạy chối gì được. Tại vì quý anh chị em hỏi thử cái lịch sử của Cộng sản coi. Hỏi thử lịch sử ai vẽ lá cờ. Chẳng có ai vẽ lá cờ. Chẳng có ai mà vẽ cái lá cờ đỏ sao vàng. Cái lá cờ đó lấy từ tỉnh Phúc Kiến. Đó là âm mưu của thằng Tàu. Cái âm mưu của thằng Tàu đó để cái tỉnh, để cái lá cờ đỏ sao vàng này đó nó sẽ hợp với cái lá cờ của thằng thằng Tàu sau này. Chúng ta thấy cái cờ nó giống nhau, y chang đó. Thành ra cái một một sao này nó sẽ gắn thành một cái ngôi sao của cái lá cờ Tàu đó. Thành lá cờ Tàu thành 6 sao là trường hợp nó bình thường đó. Tụi nó lưu manh lắm mà tụi nó có nó tạo ra những cái mà nếu mà mình đoán được thì mình cũng có thể đoán được tại sao lá cờ một sao mà lá cờ đó đó mình thấy nó giống y như cái lá cờ của Tàu này. Nó thành trở thành một sao của thêm nữa của Tàu thôi, đâu có khác gì đâu. Tàu hiện giờ nó có 5 cái sao mà nó có cái sao lớn đó là gọi là Đại Hán đó, và 4 cái sao nhỏ là 4 cái tiểu vương quốc, là Việt Nam mình sẽ thêm 1 cái sao nữa thành ngôi sao thứ 5, hiểu không? Là 4 cái quốc gia đó là Mông, Hồi, Mãn, Tạng, thêm Việt Nam nữa, thành Việt Nam nữa, năm năm quốc gia đó là làm chư hầu, gọi là làm chư hầu, gọi là làm nô lệ cho bọn gọi là Đại Hán, làm nô lệ quý anh chị em. Tại chúng ta thấy người người mà người Tây Tạng bị đàn áp khổ sở biết bao nhiêu, hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu để mà tìm cách gọi là lấy lại cái đất nước mình mà không được. Hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu rồi đó. Rồi rồi cái người mà tự nhiên ta quên tên, cái người người mà gọi là người Hồi đó, dân tộc Hồi đó là người người ta gọi là nhĩ gì đó. Mấy lần nào cũng quên cái chữ đó. Biết anh chị nhớ cái người dân tộc Hồi đó là cái gọi là cái gì nhỉ đó? Ngô Duy Nhĩ. Ngô Duy Nhĩ đó là dân tộc Hồi đó. Họ đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để tìm cách mà này cứu cái nước, rốt cuộc bị thất bại hết, và họ đi khắp nơi tứ tán trên thế giới hết. Họ bị đàn áp gọi là khốc liệt lắm, và họ chạy về biên giới Nam với Tàu đó để mà đi qua bên nước Việt Nam. Thì khi họ qua được rồi đó, thằng Việt Cộng nó cũng bắt, nó mang về Tàu lại, nó bắt nó đưa cho thằng Trung Cộng. Thằng Việt Cộng nó tàn ác như vậy. Người Ngô Duy Nhĩ, và cái chuyện đó, đó nó xảy ra nó 90 người vậy đó. Thì có những cái người Ngô Duy Nhĩ họ biết rằng là tụi nó nói là chuyển qua bên Tàu rồi, thành ra họ giật súng họ bắn chết mấy một vài bộ đội đó, một vài người lính đó. Họ bắn chết thì họ thà họ chịu chết thôi, chứ họ không thích mà trở về Tàu. Họ không thích trở về Tàu, họ họ tị nạn mà cũng họ cũng cam trường như vậy, thà là họ chết. Mà trong khi đó người Việt mình đã 1 triệu người vượt biên ra, biết biết bao nhiêu quốc gia người ta chấp nhận hết. Mà bây giờ đó cái người mà người Hồi đó họ qua bên nước mình đó, mình lại
bắt trả về cho Trung Cộng. Trong khi mình có chân trong Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quốc là phải công nhận cái quyền tị nạn của người ta chứ. Tại sao Việt Cộng tàn ác như vậy? Tàn ác đối với người Duy Ngô Nhĩ như vậy. Rất da Duy Ngô Nhĩ. Duy rất là tàn ác với cái người tị nạn. Khi mà mình thấy cái hình ảnh đó mình muốn khóc luôn như thế. TV256 thấy những hình ảnh đó muốn khóc luôn. Tại vì thấy người Duy Ngô Nhĩ đó họ bắn những cái bộ đội rồi họ tự sát nữa sao nữa. Rồi họ bị giết hết rồi. Họ bị giết hết. Thà là họ chấp nhận chết chứ họ muốn trở về về bên Tàu lại. Khi mình thấy cái người tị nạn như vậy đó, mình nhớ lại cái cảnh tị nạn của mình như vậy đó. Làm cái con người mà tị nạn đó nó gian truân lắm. Nó không phải là vượt biển nó kinh hoàng lắm, nó không phải là giống như quý anh chị em nghĩ. Quý chị em gọi là xúc phạm đến nhiều người tị nạn, mấy chị em ở ngoài miền Bắc đó, theo Việt Cộng đó là hay xúc phạm người tị nạn. Người tị nạn họ rất khổ. Đâu có ai mà muốn bỏ quê hương mình đâu. Ai lại không có thương quê hương mình. Không có người nào mà không thương quê hương mình. Nhưng mà mình sống không nổi. Mình sống mà mình không có tự do, mình không sống được đâu quý anh chị em. Thành ra mình bắt buộc phải vượt biên thôi. Dù mình biết rằng là vượt biên là khổ sở, vượt biên là hàng trăm ngàn người đã chết ở trên Biển Đông. Và mình biết mình đi qua một nước khác, mình phải nói một cái ngôn ngữ khác. Và mình khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mình không còn cái gì hết. Tất cả người biên gần như là đến nước Mỹ bằng hai bàn tay trắng thôi. Họ không còn cái gì hết quý anh chị em ơi. Nhiều ghê lắm. Bây giờ trở lại cái vấn đề, nói về lòng vòng rồi nó không trở lại cái vấn đề Hồ Chí Minh nữa. Rất là nhiều cái bằng chứng về Hồ Chí Minh nữa chứ không phải là không. Hỏi coi, nếu mà Hồ Chí Minh còn sống thì đặt cái câu hỏi đó nha. Nếu mà Hồ Chí Minh còn sống thì Hồ Chí Minh đó phải có cái chức vụ về gì? Chức vụ gì ở trong cái Đảng Cộng sản? Vì Hồ Chí Minh thành lập cái Đảng Cộng sản mà, thành lập cái Đảng Cộng sản Đông Dương rồi trở thành cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì Hồ Chí Minh đó phải giữ cái chức vụ Tổng Bí thư chứ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Tại sao Hồ Chí Minh không có giữ cái chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nếu mà ông còn sống? Dù là cái Đảng Cộng sản đó hoạt động ngầm như thế nào, nhưng mà sau này người ta cũng biết rằng là có một Tổng Bí thư như vậy. Tại vì đó, Đảng Cộng sản thành lập năm 1930, phải không? Tổng Bí thư đầu tiên là ông Lê Hồng Phong, phải không? Lê Hồng Phong hay Trần Phú vậy ta? Quên rồi. Đại khái là nó có những bậc tổng bí thư như vậy. Nhưng mà Hồ Chí Minh hoàn toàn không có giữ chức vụ tổng bí thư. Quý anh em thấy rồi. Không có giữ chức vụ tổng bí thư là ổng chết rồi, làm sao ổng giữ chức vụ tổng bí thư? Từ năm 1933 là ổng chết mất tiêu rồi. Thật ra ổng, tại vì nó có nhiều tổng bí thư lắm. Có nhiều tổng bí thư. Trường Chinh cũng là một tổng bí thư. Lê Hồng Phong, Trần Phú, quý anh chị em nhớ thì nhắc dùm. Thành ra Hồ Chí Minh chỉ có giữ cái chức vụ tổng bí thư với kiêm chủ tịch nước là sau đó là vào năm
sau năm 1945 là sau năm sau khi bước cái đất nước Việt Nam. Thành ra người ta khẳng định Hồ Chí Minh đã chết rồi, và người ta đã chụp ảnh được cái ngôi mộ của Hồ Chí Minh mà chôn ở bên Nga nè. Lịch sử bây giờ người ta chứng minh rõ ràng như vậy. Hồ Chí Minh khi mà chết rồi đó mới đem cái ngôi mộ qua bên Nga, thì tôi thấy nó đúng hơn. Qua bên một cái nghĩa trang của Nga và người ta chụp được cái hình ảnh như vậy. Thì ông đã chết rồi, không phải Hồ Chí Minh, lúc đó ông phải gọi ông là Nguyễn Ái Quốc mới được. Còn cái tên Hồ Chí Minh sao là tên đó dởm, tên đó mới giết người tàn độc luôn. Mà nó làm toàn là hại cái đất nước mình không à. Hồ Chí Minh mà sau này đó, hại cái đất nước mình không. Thành ra quý anh chị em nhớ về cái mà học về những dòng thơ của Tố Hữu. Tố Hữu từng viết như thế này là chứng tỏ Hồ Chí Minh là một người Tàu. Đâu phải là theo TV256 biết được là những cái người mà văn nghệ hay là thi sĩ đều phải qua sự kiểm duyệt của Đảng, qua cái sự chỉ đạo của nhà nước, chứ không có ai mà dám mà tự sáng tác trong cái thế giới cộng sản nữa. Vậy có thể sáng tác thì cho anh em bạn bè thôi, còn thôi thì tất cả là có chỉ đạo. Thì Hồ Chí Minh mới chỉ đạo cho Tố Hữu viết cái bài thơ mà TV256 đọc cho quý anh chị em nghe. Giết giết nữa, bàn tay không ngút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Xích Stalin bất diệt. Quý anh chị em thấy rõ không? Hồ Chí Minh chỉ thị cho Tố Hữu viết cái vần thơ gọi là thờ Mao chủ tịch. Thì còn gì phải nói nữa, đó là cái bằng chứng xác đáng Hồ Chí Minh muốn cái dân tộc Việt Nam mình thờ Mao Trạch Đông. Thờ Mao Trạch Đông là coi như tất cả các anh hùng dân tộc mình là bỏ hết. Thành ra đến giờ phút này, sau 3-4 lần đổi tiền, chúng ta vẫn dùng cái tiền in cái hình của cái tên gián điệp Hồ Chí Minh. Đây là một cái điều rất là đau thương cho cái dân tộc Việt Nam. Nước ta có gần 5.000 năm dân văn hiến. Tổ quốc ta có biết bao nhiêu anh linh của dân tộc. Nào là Hai Bà Trưng, nào là Lê Lợi, Lê Lai, rồi Quang Trung, rồi Đức Trần Hưng Đạo, rồi Nguyễn Trãi, rồi Lý Thường Kiệt, rồi Trần Quốc Toản, tất cả hàng trăm hàng ngàn những cái người mà Việt Nam yêu nước như vậy, mà chúng ta gọi là anh hùng dân tộc. Những cái tiền nhân như vậy đó mới tạo dựng được cái nước mà gần 5.000 năm như vậy. Chứ đâu phải là chỉ có một mình Hồ Chí Minh. Đâu phải một cái tên mà giết người mà cải cách ruộng đất hàng trăm ngàn như vậy mà đến ngày nay TV256 vẫn thấy gọi là những cái lời mà chửi rủa của những người mà cuồng hồ. TV phải gọi là cuồng hồ, tại vì họ coi Hồ Chí Minh là một cái thần tượng của họ. Gọi là ai đụng đến Hồ Chí Minh là họ chửi bới và họ chụp mũ phản động, mà có thể họ đánh nữa. Người ta nói chửi cha chửi mẹ họ thì không sao hết á, mà đụng tới Hồ Chí Minh là họ đánh, họ giết á. Họ coi phản động là giống như là một người phản quốc vậy. Mà trong khi Hồ Chí Minh giết cái dân tộc mình như vậy,
giết mà hàng trăm ngàn người ở trong cải cách ruộng đất. Cái tội ác nó lớn vô cùng luôn ấy. Giết một người đã mang tội rồi, tử hình rồi, còn giết hàng trăm ngàn người không biết mang bao nhiêu triệu năm tù luôn. Thành ra đau thương cho cái dân tộc mình không? Ba lần theo mà từ lúc mà TV256 rời khỏi Việt Nam đó, là qua một cái lần đổi tiền đầu tiên, rồi sau này qua bên Mỹ mình nghe thêm một lần đổi tiền đầu thêm nữa, lần thứ hai rồi lần thứ ba nữa, mình biết cái vấn đề đổi tiền đó là nó giống như ăn cướp của dân thôi. Ăn cướp của dân thôi, người dân làm lụng để mà ra đồng tiền, rồi rốt cuộc chỉ đổi có 200 đồng, chỉ đổi có vài trăm đồng, coi như ăn cướp toàn bộ. Quý anh chị em nhớ đó, đổi tiền nè, lạm phát nè, là phải được coi như là nhà nước ăn cướp của người dân. Ví dụ cái đồng tiền của anh chị đó mà 10 đồng, mà bây giờ lạm phát gọi là 50%, thì coi như cái giá trị 10 đồng bây giờ nó mua được cái hàng hóa có 5 đồng à. Đó, nó ăn cướp mình hết 5 đồng, mất hết 50%. Thì người ta nói lạm phát là cái chỉ số là giống như chỉ số ăn cướp của nhà nước. Đó, thì cộng sản rồi nó bởi vì TV hiểu rõ cái chế độ cộng sản này đó, nó không có làm một cái gì mà tốt đẹp cho người dân, nó hoàn toàn nó không làm tốt đẹp cho người dân. Quý chị em nào có thể sau này gọi điện thoại cho TV nói con người cộng sản đã làm tốt đẹp điều gì, tất cả đều là tệ nạn nó xảy ra đầy rẫy ở Việt Nam. Mà cái quan trọng nhất đó, cái quan trọng nhất là TV phải nói rằng là về cái đạo đức xã hội ấy, là tất cả là nó thuộc về con người á. Mà con người bây giờ mình mất đi cái đạo đức rồi, mình mất đi cái nhân bản rồi, thành ra mình xây dựng cái đất nước sau này nó sẽ khó lắm. Thử hỏi cái cuộc sống của TV256 này, TV đã từng message rất là nhiều ở trong diễn đàn, rồi phản biện với những anh cộng sản đó, thì nói ngay đó, TV chưa bao giờ TV nhận được một cái lời mà nói mà nó yêu thương nhau, nó tỏ ra có cái thái độ mà yêu mến nhau, không bao giờ. Chỉ có ngày hôm kia, lần đầu tiên mà TV nhận được một cái lá thư, cái lá thư của một cái người bạn, TV không biết là tuổi họ nhỏ hay là như thế nào đó, nhưng mà bây giờ TV coi cái computer này, bạn Hiếu Trần, lần đầu tiên TV nhận được một người mà trả lời trong cái YouTube của TV256 đó. Bạn Hiếu Trần, bạn nói như thế này: TV256, chú ơi, nếu chú thương người Việt Nam, con dân Việt Nam, sử sách anh hùng, con rồng cháu tiên, thì chú hãy ủng hộ Việt Nam đứng lên phát triển nhé. Lần đầu tiên trong cái cuộc sống của TV256 nhận được một cái bức thư mà tình cảm như vậy. Chưa bao giờ mà TV256 nhận được một bức thư tình cảm vậy. Trong khi đó đó,
TV đưa những cái nói chuyện của mình vào YouTube đó, những người mà TV biết rõ là từ miền Bắc Cộng sản, họ chỉ biết mở lời họ chửi thôi. Mới mở đầu ra là họ kêu mình bằng mày, bằng thằng, rồi họ chửi tục tiểu mà không có thể nào mà tục tiểu hơn được nữa. Mà TV nhận có thể là hàng trăm hàng ngàn bức thư đó, TV không hiểu được cái cuộc sống của một người như vậy đó thì làm sao cái đất nước mình phát triển được. Khi họ tranh luận với một người mà trước công cộng, bên đây thì nói thiệt TV cũng có tranh luận giữa những người đấu tranh với nhau, nhưng mà người ta không bao giờ mà người ta chửi nhau bằng người ta chửi cá nhân với nhau. Người ta tranh luận rất là đứng đắn, đàng hoàng, để mà khi mà tranh luận đó chúng ta tìm được cái hay cái đẹp để mà chúng ta học hỏi nhau, chứ không phải là chúng ta mong rằng thắng thắng với thua. Đừng có nhớ nhớ là không cần chúng ta thắng với thua, mà chúng ta học được cái phần nào là sự thật, cái phần nào là đúng, cái phần nào là sai, để chúng ta học hỏi được, hiểu không? Còn họ đó, còn những người mà ngoài 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 Bắc mà theo cộng sản đó, là họ không phải miền miền Bắc miền Nam gì cũng vậy, mà bây giờ họ theo cộng sản rồi cái tánh của họ thay đổi kỳ lắm. Cái tánh của họ là vào là cái chửi, vào là chửi mà chửi rất là thô tục, dùng toàn là mấy mấy cái bộ phận mà mình không muốn nói. Nhưng mà TV lại là có cái quan niệm là TV mong gọi là tiếp cận được những người đó, là mình gần gũi với họ thì mình mới có thể thay đổi được họ thôi. Thành ra đó TV256 chủ trương rằng các anh khi post bài tự nhiên ở trong YouTube của tôi hứa danh dự tôi không có delete các anh. Các anh khi mà post bài đó, các anh chửi bới, các anh cũng chịu trách nhiệm những cái lời chửi bới như vậy. Và khi mà những người cộng sản đó mà họ tiếp cận được cái họ cứ tiếp tục chửi đi, rồi tới hồi họ thấy cảm thấy mình nó lạc lõng quá, rồi họ sẽ nhận được cái chân giá trị của cuộc sống. Mình phải biết lịch sử như thế nào chứ, mình phải biết cái cách sống văn minh của các nước dân chủ như thế nào. Mình muốn tranh luận một cái vấn đề gì thì mình phải đưa cái ý kiến của mình ra, mình nói cái ý kiến của anh sai rồi, cái ý kiến này mới là đúng nè, cái việc này mới là đúng nè, thì cái đó mới đúng là tranh luận, thảo luận để tìm ra cái hay cái đẹp. Đằng này toàn là chửi cá nhân không à, chửi cái thằng đầu bạc xong rồi có người chửi thằng đầu hói nữa. Chắc không, lúc đó thì TV có thể là nó mờ quá không thấy tóc sao đó. Họ chửi đủ kiểu đó, đó. Mà hỡi mở miệng ra là mở cái message ra là không có thấy một cái nào mà nó viết mà hay đẹp được, giống như cái bạn Hiếu Trần đó. Lần đầu tiên TV nhận được những cái lời của bạn đó, nói thiệt TV rất lấy làm vui, mấy chục năm rồi mới nhận được những cái người mà cộng sản như vậy đó. TV hiểu là bạn Hiếu Trần này họ sống ở trong cái xã hội cộng sản, nhưng mà họ biết cái phép, biết cái ít nhất là biết cái tranh luận mình không có chửi người khác, đúng không? Thành ra đó TV hứa là TV sẽ trả lời cho các bạn Hiếu lần này, đúng không? Nhưng mà chưa có dịp để trả lời, đúng không? Bạn cũng đặt câu hỏi rồi. Bạn nói như thế này: TV256 con cũng nghèo lắm, không giàu có gì hết,
Nhưng con không trách ai hết. Ở đâu cũng vậy. Không làm thì lấy gì ăn? Đó, đại khái họ họ biện luận như vậy đó. Nhưng mà họ không biết rằng đó là cái đảng cộng sản này bóc lột họ. Bóc lột họ dã man. Bóc lột họ không còn cái gì hết đó. Tại sao mình không nghĩ đến ở một cái quốc gia giống như Singapore? Mình chỉ nghĩ đến tại sao mình sang Singapore đó mình làm việc được 40-50 ngàn một năm, thấy không? Cái đó là 40-50 ngàn đô la một năm là cái lương gọi là trung bình của một người Singapore. Mà tại sao ở nước mình đó mình làm ra, nó nói thiệt, không có tới 2 ngàn một năm nữa. Mình cứ nghĩ đơn giản như vậy thôi là mình biết người ta bóc lột mình đến mức nào rồi. Cái chế độ cộng sản nó bóc lột mình đến mức nào rồi. Thành ra nhiều người người ta chạy qua Singapore người ta làm việc. Làm việc rồi có đủ tiền rồi về nước lại. Đại khái là vậy. Rồi nhiều khi rồi có phụ nữ rồi làm khu đèn đỏ bên Singapore nữa. Cái chế độ này nó mang cái sự nhục nhã cho cái đất nước mình kinh hoàng lắm. Thành ra nó mới bán dân đi làm nô lệ cho số người. Mà làm những cái công việc mà thấp hèn, công việc mà nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất mà người bản xứ đó, họ không làm được. Người bản xứ họ chứ không dám làm. Thì người Việt mình chúng ta lại làm để mà kiếm những đồng tiền để mà gửi về đất nước. Gửi về cho đất nước rồi tụi cộng sản nó cũng hưởng thôi. Chứ nó đâu làm gì tốt đẹp cho quê hương đâu. Nếu mà nó làm tốt đẹp cho quê hương thì làm sao mà nó để mà người phụ nữ Việt Nam đi làm con dâu nơi xứ người được. Mà làm qua xứ người rồi lại cái bị cái vấn đề mà bạo hành, rồi bị cái vấn đề mà gọi là nô lệ tình dục đó. Trời ơi, nhiều nhiều câu chuyện nó thảm thương lắm quý anh chị em ơi. Có thể quý anh chị em trong nước chứ TV256 lại nghe rất rất nhiều câu chuyện thảm thương như vậy. Một người phụ nữ đi qua một cái gia đình Đài Loan hay qua gia đình ở bên Trung Cộng đó, nó phải làm nô lệ tình dục cho cả gia đình luôn. 5-7 anh em đồ đó là nô lệ hết, đứa nào muốn làm cũng được hết đó. Mà nó sống trong cái kinh hoàng như vậy đó mà nó không có thể thoát được. Thứ nhất là ngôn ngữ nó không rành nè. Thứ hai nó là đàn bà con gái làm sao mà kháng cự được bao nhiêu thằng đàn ông như vậy. Cái thằng này nó làm xong rồi nó đưa cho ba nó làm nữa. Nó khổ vậy đó. Mà nó biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm. Tại vì mình biết là hàng trăm ngàn người. Hàng trăm ngàn người đã gọi là đi làm dâu nơi xứ người. Cái đó là cái nhục nhã. Cái đất nước mình nó ghê gớm lắm. Quý anh chị em mà thấy cái đoạn mà đài mà TV của MSNBC, cái chương trình Deadline đó, nó thâu gọi là phim hình ảnh của các em nhỏ Việt Nam từ 5 đến 14 tuổi. Từ 5 đến 4 tuổi làm nô lệ tình dục. Chỉ có 5 tuổi thôi. 5 tuổi đã làm tình dục rồi đó. Cho quý anh em biết đó, TV không nói đùa đâu, tất cả là có bằng chứng, có phim ảnh hết đó. Nó chụp ra những cái cuốn sổ, em này 5 tuổi, em này 6 tuổi, em này 7 tuổi, tên gì, rồi làm cái nô lệ tình dục như thế nào. Lẽ dĩ nhiên mấy em mà 5, 6 tuổi là nó không có phải rằng là thì nó đại nó gọi là khó nói quá tiếng Mỹ nó thì đại khái là các em dùng khẩu dâm đó, thấy không? Các em là 5 đến 7, 8 tuổi gì dùng là khẩu dâm, còn mấy cái em khác á mà lớn hơn 13, 14 tuổi thì mới là intercourse, là mới làm tình thật sự thôi.
mà nó bắt biết bao nhiêu các anh chị đó, nó giải thoát cho các em như vậy. Nó ở bên miên thôi, là người Việt Nam mà phải chạy qua miên rồi làm những cái chuyện tình dục như vậy, nó đau khổ cho đất nước mình đến cỡ nào không? Rồi bây giờ nó gây ra cả một cái dân tộc này, phải không? Muốn ăn cái gì cũng có chất độc hết. Ăn cái gì cũng có chất độc hết. Mình không thể tưởng tượng được khi mình đọc những bài báo mà nó rất tàn nhẫn với những con heo nè. Những con heo nó chỉ trước khi nó bán, nó bơm nước vô trong cái cổ họng con heo, nó rên, nó khóc, nó la. Không thể tưởng tượng được cái sự đau đớn của nó. Mà nó vẫn bơm nước vô con heo, nó bơm nước xong rồi cái nó thả con heo xuống, rồi con heo quỵ xuống, nó gục xuống rồi. Rồi nó đưa lên, rồi nó cân nặng, rồi nó bán nhiều giá, nó bán mắc hơn tí xíu. Tại sao mà để mà xảy ra những cái chuyện mà tàn nhẫn với những cái gia súc như vậy? Mình không tưởng tượng được. Ngay cả con tép đó, con tép con tôm đó, nó có lấy cái kim rồi nó chích à. Nó lấy nó kim nó chích, nó bơm cái gì vô trong đó đó, mà con nào nó cũng bơm hết á. TV256 coi những cái phim đó nó kinh hoàng luôn á. Mà nó bơm rồi nó nói để làm tươi. Cái chất nó làm tươi con tôm. Rồi nó lẽ dĩ nhiên thì khi mình ăn như vậy thì mình bị nhiễm độc rồi. Rồi cái tôm nó ăn nặng hơn nữa. Thí dụ 100 con tôm nó nặng thêm được 1 ký nữa thì nó lời được 1 ký nữa. Cái cách của nó là như vậy đó, mà nó học tất cả những mánh khóe của thằng Tàu không à. Thành ra TV cũng vừa rồi cũng coi thằng Tàu cũng y như vậy đó. Thằng Tàu nó bán con chó, nó cũng thọc cái ống nước vô con miệng con chó rồi nó bơm nước vô cho con chó nặng rồi nó đem đi bán. Trời ơi, con chó nó dãy dùng, mấy con thú nó dãy dùng mà nó tội nghiệp ghê lắm. Ở bên đây người ta có thể người ta cũng giết giết heo, giết gà, giết bò, nhưng mà người ta có đủ phương pháp để mà không có làm đau, không có làm đau con vật đâu. Còn bên này bên đó nó tàn ác quá, nó tàn ác dễ sợ luôn đó. Đó cái mà TV nói cái quan trọng đó là cái đức tính đó. Cái đức tính của mỗi con người đó, cái đó nó mới khó khó thay đổi đó. Thành nó tạo cho cái con người Việt Nam nó tàn ác phi nhân, rồi ăn nói tục tiểu, rồi ăn cắp ăn trộm, rồi đánh nhau. Bên Việt Nam nó kỳ lắm, gặp nhau là kênh nhau rồi đánh nhau à, rồi giết nhau dễ dàng à. Giết nhau vì 20-30 đồng bạc. Cuộc sống như vậy đó là làm sao mà đất nước mình phát triển được? Trong khi TV ở bên Mỹ